Chào các bác nông dân. Thì năm 2018 là một năm hoàn toàn mới về cái giống con đà điểu này, thì có vẻ là rất là khan hiếm, và từ mùng mấy Tết giờ thì gần như là những khách hàng bắt của năm ngoái đã đặt, và gần như là chúng tôi không phục vụ kịp cho bà con chăn nuôi. Bởi vì thực tế là năm 2017 vừa qua là cái con đà điểu cũng mang lại rất là nhiều nguồn thu cho bà con nông dân. Nó khác hẳn với con gà và con lợn. Thì con đà điểu giống như thế này thì các bác mà mua tầm khoảng 5 con thì chúng tôi sẽ chuyển vào những cái thùng xốp như thế này, và khoét lỗ rồi đảm bảo chuyển trong khoảng 1 ngày rưỡi vô tư. Đặc biệt là các bạn ở miền Trung hoặc miền Bắc là ok. Đấy, thì cái giai đoạn này là giai đoạn con giống bắt đầu là có, và bắt đầu chuẩn bị để chuyển cho những đơn đặt hàng. Thì mình đăng clip này lên để cho các bác theo dõi và các bác đặt mua. Mình xin nhấn mạnh là con giống này là con giống ở trong một cái đơn vị nó rất là ok, như của Thụy Phương. Thì các bạn yên tâm là cái chất lượng con giống nó tốt từ trong cái nguồn phôi bố mẹ chất lượng. Và đây là cái chức năng nhiệm vụ là của trung tâm, là chuyên cung cấp con giống. Đấy, đâm ra các bạn khi mua con giống các bạn lên tìm hiểu thật kỹ, bởi vì cái nguồn con giống là rất quan trọng. Bởi vì khi các bạn con giống đạt tiêu chuẩn là chân thẳng và có bố mẹ có nguồn gốc và có số quản lý đeo ở cổ. Đấy, các bạn về các bạn nuôi ít thì các bạn có thể bỏ đi. Đó, cái lá thép đeo ở cổ đấy là cái rất là được quản lý trên cái sổ cái. Và đặc biệt là những con giống này là con giống chất lượng. Đấy, không các bạn nên tránh những cái trường hợp mà mua những con giống qua những cái việc nó quá là nặng nề về buôn bán, thì cái chất lượng con giống có thể từ những cái nguồn nó không được đảm bảo cho lắm. Đấy, thì các bạn cũng nên xem xét. Đấy, thì cái con giống này thì hiện giờ đã bắt đầu có của năm 2018. Mong các bác nông dân là cũng qua cái clip này, qua kênh cây giống con giống này, mình cũng muốn đăng để tạo thêm niềm tin cho các bác. Tại vì thực tế là các bác đã liên quan đến chăn nuôi thì cũng rất là muốn cải thiện về kinh tế. Và nếu như các bạn tìm những cái nguồn giống nó không đảm bảo thì các bạn có thể là dẫn đến cái việc nó không thuận lợi trong cái việc làm ăn kinh tế. Nên chính vì thế, đặt trong cái bối cảnh như thế, chúng tôi quyết định làm cái kênh về cây giống con giống và cái lôi mà mình khẳng định luôn là chất lượng con giống là đảm bảo số 1. Đó là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và con giống này thì các bạn có thể yên tâm. Còn nhiều bạn thì cũng rất là có những cái thành công nhất định trong năm vừa qua, và năm nay cũng quyết định là vẫn đặt con giống của bên chúng tôi. Thì cái ekip của chúng tôi sẽ, nếu như các bạn chuyển số lượng một vài con, chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn qua cái ekip của tôi. Thế còn nếu như các bạn lấy nhiều thì khuyến cáo lên các bạn lên liên hệ đặt hàng trước cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ để chừa ra để phần cho các bạn. Thì mong là các bạn lên sẽ có những cái quyết định và cái số điện thoại tổng đài để các bạn liên hệ là qua cái bộ phận bán hàng online của trung tâm là 0163530982. Và các bạn có thể thấy là đây là cái thuận lợi của chúng tôi khi chúng tôi ở ngay trên cái đất của đà điểu, và chúng tôi sẽ cam kết 100% là con giống chất lượng. Tất nhiên là giá cả cũng sẽ phải hợp lý. Mời các bạn lên liên hệ, gọi điện trực tiếp, không nhắn tin, bởi vì chúng tôi cũng rất là nhiều những cái tin nhắn chúng tôi không quản lý được. Cố gắng các bạn có thì các bạn sẽ đặt hàng, thì chúng tôi sẽ phục vụ cho các bạn và giải thích cho các bạn về cách xây dựng chuồng trại, cũng như cái tập tính của nó, rồi những cái thức ăn và những cái một số những cái lưu ý trong quá trình
chăn nuôi. Về cơ bản thì các bạn có thể thấy là đây là con giống nó cũng đã tiêu hết cái lòng đỏ rồi và nó rất là khỏe mạnh. Khi các bạn bắt con giống các bạn lên cố gắng là tìm những con giống chân nó thẳng. Đấy, chân nó thẳng và những con nó bông tươi khỏe mạnh, tiếng kêu nó rõ ràng. Đấy. Thì các bạn thấy là rất là quan trọng khi cái nguồn con giống đầu vào của những con nó phải nhanh lớn và những con nó phải có lực lớn và nó không có những cái mầm bệnh từ lúc nhỏ. Đấy, các bạn mùa này bắt đầu nắng ấm lên rồi là cái mùa chăn tà điểu rất là ok. Đấy, các bạn nuôi sau khoảng gần một năm là các bạn có thể là có thu hoạch. Và theo thống kê thì mỗi một cái con đà điểu nó có lãi suất cao hơn con gà và con lợn rất nhiều. Một lần nữa xin nhắc lại số tổng đài tư vấn cũng như để đặt hàng mua con giống đà điểu là 01 63 53 05 982. Mong các bác sẽ có được những cái thành công trong chăn nuôi năm 2018. Cuối video xin chúc các bạn thành công trong con đường xây dựng phát triển kinh tế. Thân ái chào tạm biệt. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại là 01 63 53 05 982. Alo. À rồi. Bên bạn đặt 5 con đà điểu à? Rồi. Bạn chuyển tiền rồi gì? Đúng rồi. Có phiếu đây rồi. Thì có gì thì chiều nay bên trung tâm chúng tôi sẽ chuyển cho nhá. Rồi. Đúng rồi, cái loại 15 ngày tuổi. Rồi. Đây là bạn đặt trước thì mới có, còn nếu mà mua bất chợt là đợt này cũng không đủ đâu, tại vì bà con đặt mua rất nhiều. Lúc nào có thông tin của nhà xe thì mình sẽ báo cho bạn nhé. Ok. Đó là như năm ngoái đó, nuôi rất là ok đúng không? Rồi. Chắc khoảng 5 tiếng thôi. Ừ. Thế nhá, có vấn đề thì cần tư vấn hay là gì cứ gọi điện nhá. Rồi. Rồi. Đó. Thì trở lại vấn đề là các bác sẽ có được những con. Đợi tí nhá. Và đây là những chú đà điểu bố mẹ. Những chú đà điểu bố mẹ cung cấp cái lượng trứng. Cung cấp lượng trứng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có cái máy ấp chuyên dụng và có nhân viên dày dặn kỹ thuật lâu năm ấp ra những chú đà điểu con đảm bảo chất lượng. Đây là những hình ảnh thực tế nhất của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương. Các bác chăn nuôi hết sức là lưu ý, các bạn nên tìm nguồn đầu vào rất là tốt. Có thể con giống của chúng tôi so với giá trên thị trường vênh nhau khoảng 100.000-200.000 một con. Và nhưng mà chúng tôi đã có những cái xử lý ban đầu và có những cái nguồn con giống rất là đảm bảo. Đó. Thì các bạn có thể thấy là trong cái khuôn viên này thì có đến hàng nghìn con đà điểu. Đấy, đây là cái nôi mà phát triển con đà điểu nó nhiều. Đó. Các bác yên tâm đi. Các bác chăn nuôi các bác phải có nãi. Chúng tôi mong cho các bác như vậy. Đó. Đây là ấm nắp nên là chúng bắt đầu là động dục và chúng bắt đầu là đuổi nhau. Ở đây mỗi một ô là 10 con. Và nó rơi vào tầm khoảng chiều ngang của nó tầm khoảng 20 m², chiều sâu nó tầm 40 m². Đó. Thì các bạn thấy là cái con đà điểu này là cái con mà rất là dễ chăn nuôi. Nó rơi rất là nhiều, sâu bên trong cái diện tích này là mấy chục ha. Các bạn lên trồng những cái cây sấu tán rộng như thế này. Và các bạn lên có những cái mái tre như thế này để có cái khu vực xây máng ăn để cho con đà điểu nó khỏi bị ướt thức ăn. Và cái sân chơi của nó là phải bằng phẳng. Trải lên đất hoặc lên cát. Đó.
mình có thể zoom lại con đà điểu này gần một chút cho các bạn biết. Đây là con đà điểu Đực. Cái dấu hiệu con đà điểu Đực là thứ nhất là chân đỏ và lông nó màu đen. Còn những con đà điểu cái là con bên cạnh này, nó màu xám, nó không chân, nó không đỏ, màu xám lâu. Đây là con cái này, đây là con đực này. Đấy. Thì các bạn đã yên tâm khi mà tìm đến những cái, muốn mua những cái sản phẩm từ da, từ xương, từ thịt, trứng, rồi đến con giống. Chúng tôi thiên về con giống và nơi đây thì cái lượng anh em cán bộ nhân viên sẽ phục vụ các bạn. Đấy, thì đâm ra là các bạn nên đặt sớm để chúng tôi có được cái thương hiệu uy tín chất lượng. Đó. Alo. Rồi rồi. Thái Bình à? Thái Bình thấy anh em báo đây là có hai con mà. Rồi rồi. Chuyển tiền đặt cọc á? À? Không, chuyển tất là chuyển đặt cọc. Khách quen à? Rồi rồi rồi, thế chiều nay chắc là chiều nay anh em chuyển nhá. Ok ok. Hai con để vào thùng xốp là được rồi. Nuôi thử á? À? Rồi 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 rồi. Thế nuôi thật luôn, nuôi thử gì? Người ta cũng nuôi được mà, nó cũng dễ mà. Nó hàng lông vũ gia cầm thôi, ăn thực phẩm ngũ cốc, rau củ quả. Rồi rồi ok. Rồi ok ok, thế nhá. Một lần nữa tôi xin nhắc lại cái chủ đề về con đà điểu. Cái video này thực hiện đầu tiên năm 2018 để công bố với anh em là đã có con giống mới. Số điện thoại để các bạn có thể tin tưởng là 0163 5305 982. Với cái phương châm là đồng hành cùng các bác nhà lông để các bác cùng làm kinh tế, cùng phát triển. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái video về chủ đề cây giống và con giống. Thân ái chào tạm biệt.